Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị sơ kết công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo T98 thành phố trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đến dự có Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng Bùi Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên. Ghi nhận đánh giá cao việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2023, qua đó đã tạo điều kiện để người dân hưởng lợi nhiều nhất. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị đảm bảo hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong những tháng cuối năm, cần chú trọng triển khai đảm bảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Những cái việc cụ thể trong luật thực hiện dân chủ ở cơ sở thì đề nghị là các cơ quan đơn vị phải quán triệt rõ vì nó có những điểm mới. Thực ra thì nó cũng cụ thể hóa và nâng tầm lên, nâng chất lên và trở thành một cái công cụ pháp luật quan trọng của những cái pháp lệnh trước thôi. Pháp lệnh 34 ở xã phường, rồi một số cái 146, 149, rồi những cái 60 ở trong doanh nghiệp chẳng hạn. Thì nó nâng tầm lên thôi. Nhưng mà rõ ràng là tính pháp lý nó cao hơn rất là nhiều. Và là một cây gậy rất là rõ ràng để mà người dân thực hiện cái quyền dân chủ của mình. Cho nên là quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện luật dân chủ cho đúng tinh thần của luật thực hiện dân chủ là các đồng chí hết sức chú ý để mà quán triệt triển khai. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị tập trung triển khai đề án số 04 của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố đến năm 2030, trong đó dành nguồn lực ưu tiên để triển khai 16 mô hình được nhân rộng, các cấp, các ngành địa phương rà soát, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân thuộc thẩm quyền, không để các vấn đề kéo dài, lặp đi, lặp lại. Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung tăng cường nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư.